của Ruth. Ngày hôm qua thì Ruth đã xin ông quản lý nghỉ một ngày để đi làm tóc các bạn. Thấy không? Tóc không có lửa, đời không lẽ. Đây là hôm nay để Ruth coi thử với cái đầu tóc mới này của Ruth thì mấy con thú máy ở trong này nó có sợ không nha. Chứ tụi nó dữ lắm rồi. Thì bây giờ Ruth đeo kính cho để thấy cho đã nha các bạn. Chứ không là không thấy đường con nào với con nào đâu. Rồi, vô thôi. Đêm thứ tư ở Jollibee. Vô thôi. Ông ấy gọi nè. Chứ không quan tâm ổng nói gì luôn á, kệ ổng đi. Để mình quan sát mấy con này thôi. Tiếp có bài rút là chỉ quan tâm tới K13 với lại K1 thôi. Nên là chắc là cũng không có khó lắm đâu. Tại tôi thấy với cái tuyệt chiêu đó của sếp thì sếp đã vượt qua đêm 5 dễ dàng. Nên là đêm 4 chắc rút cũng sẽ vượt qua được. Mới vô thì cũng còn rất nhẹ nhàng, không sao hết các bạn. Tại bữa nay nó cũng quen quen rồi. Ê, virus thích đi. Trời ơi, cái vậy? Con quỷ chiêu lai mày hù tao. Tìm virus nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đâu rồi trời? Con này trường công vậy? Ủa? Sao nó cũng dùng tuyệt chiêu của sếp mà? Kỳ vậy? Thôi thì thử lại thử. Coi như là rút kinh nghiệm. Chứ không là tuyệt chiêu của sếp là không có đúng rồi nha. À, có một số bạn nói với Ruth là khi nghe điện thoại thì sẽ dễ chơi hơn, hình như là nó sẽ hù chậm hơn hay sao? Không biết nữa. Con này chui nè. Không quay lại. Nhớ chú ý ca một các bạn ơi. Không, nó hù mình hồi nào không hay á. Ôi, virus nữa nè. Trời, bực mình ghê á. Ruth phải gọi là khiếu nại thằng IT của cái Jollibee này mới được. May quá chắc kịp. Kiểu gì á mà virus ngày nào cũng xâm nhập vào hệ thống an ninh đó các bạn. Virus là bảo vệ và bắt mệt luôn á. Nó hù hoài luôn á. Mà nay nó bình tĩnh hơn mấy đứa. Không sợ nữa. Thấy rè là vô thôi. Cả một đi hết rồi. Con siêu lai nó tới cả một nữa rồi trời. Mày đâu? Virus nữa. Tôi ghét virus. Ý. Con này nó chui nhiều thiệt sự luôn, mà chỉ quan tâm tới con này thôi chứ còn con bô bô thì kệ nó, con zoom thôi các bạn. Quảng cáo nữa chứ. Bực mình à. Ê ê ê. Thôi kiểu ông ta, kiểu ông ta. Sơ hở một xíu, không sao mấy đứa. Bình tĩnh chơi. Tụi mình phải thiệt sự bình tĩnh khi chơi đêm 4 trở đi nha mấy đứa ơi. Chắc là chết. Không biết mấy bạn có đem thứ mấy rồi ta. Virus, virus. À, đây. Ở trong đêm thứ tư là thao tác liên tục á. Chứ không có nghỉ giây nào luôn á trời. Hai
hai con đang đứng trước. Ê, 4:30 rồi, 4:30 rồi, 4:30 rồi. Nhưng mà con Jollibee, ê á, con Jollibee mà hù mà nó hù nhanh lắm. Còn con Jollibee các bạn ơi, còn con Jollibee. Ôi, đêm nay căng thẳng quá. Ê, virus. Đây. Chặn đầu mày lại đi. Sợ thật sự. Còn hết trời rồi, cố lên. 5:30 rồi. Được, chặn đâu. 30 giây nữa. Không thì để chết nữa đúng rồi. Ê, virus. Ôi, virus. À, đây, mày quá. Mày ngồi xuống chỗ không? 10 giây nữa thôi. Ừ, nó tới đây nè, có cái van lại. Hết giờ. Mày quá. Hôm nay mình sẽ gặp Jollibee các bạn. Ồ, phòng nào đây, phòng nào của Jollibee đây? Trời ơi, tôi lạc đường rồi nha. Ồ, đúng rồi, tới rồi. À, tôi nhớ rồi, Lau Sàn. Tôi có quà ship chơi rồi nè, Lau Sàn các bạn. Hôm nay tôi là cô Lau Công nha. Cô Lau Công chăm chỉ Lau Sàn. Mày không lau thì mày để yên, người ta lau hay chưa? Con kia, ba cái chuyện lau sàn lau ơ vậy rất giỏi lắm mấy đứa. Rất là cô gái đảm đang mà. Đâu rồi? Ủa, nó đâu rồi ta? Kệ nó đi. Hình như nó nấp rồi. Phải không ta? Thôi kệ nó lau đi. Ê, mày tao thấy vậy nha. Nói chung mình cứ lau mấy giây là mình phải ra canh nó. Nhìn cái mặt nó cười cười vậy thôi chứ nó hù mình một cái là hết hồn hết vía trời. Mấy con này kiểu sợ ánh sáng sao? Cứ dọa bên như mặt mà sợ à? Không, có con bô dọa bên như mặt là tới một chuyện với nó liền. Chưa thấy đâu. Ý, ôi. Trời ơi, rút thiệt sự là rất là đa năng luôn á. Làm bảo vệ nè, xong cuối ngày là phải làm anh thợ điện, anh thợ sửa ống nước, bây giờ tới cô Lau Công. Trời đất ơi, chưa thấy bao giờ rút giỏi như là trong game này. Tại nhà rút có biết sửa điện đâu, vô đây rút sửa được điện luôn. Ghê không? Thấy mày rồi nha. Cứ từ từ bình tĩnh mà làm thôi. Làm xong cái này mình bàn giao cho người kiếp trên ngày các bạn. Còn tụi mình về đi ngủ. Một đêm căng thẳng và vất vả đã sắp hết rồi. Cố lên đứa đời. Mà như cái công ty này ngoài rút không có ai nữa sao các bạn? Biết nữa. Tôi nói nó bàn giao chứ sáng ra nó không thấy ai đi bàn giao, nó đi về nó ngủ. Còn ai tới làm tới nha. Chưa thấy. Ý mày nè, nhiều khi nó khuất khuất á các bạn nhớ gọi kỹ kỹ nha, chứ không là không thấy nó là nó hù á. Gần xong rồi. Xong. Rút nói mà này là cái công việc gọi là làm hàng ngày của Rút thôi mà. Dễ ồn mà. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Rút. Hy vọng các bạn sẽ thích những video của Rút. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.